Thưa quý vị và các bạn, tiểu đường là bệnh lý đáng lo ngại vì có khả năng để lại các biến chứng, thậm chí có khả năng gây chết người. Tuy nhiên, nếu phát hiện và chữa trị ngay từ sớm thì có thể kiểm soát và điều trị bệnh hiệu quả hơn. Một trong những giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường đang được nhiều người sử dụng là sản phẩm tiểu đường Glubetahub. Đây là giải pháp vừa hiệu quả, an toàn và dài lâu cho bệnh nhân tiểu đường, kích thích sự hoạt động của insulin, đồng thời hạn chế tình trạng biến chứng của người bệnh. Năm 2010, thấy người có nhiều biểu hiện mệt mỏi, bà Bùi Thị Năm tại Ninh Bình đã đi khám và được bác sĩ kết luận bị tiểu đường type 2. Sau hơn 8 năm điều trị với nhiều loại thuốc tân dược khác nhau, lượng đường trong máu của bà Năm vẫn luôn duy trì ở mức khoảng 8-9%, khiến có những lúc bà vẫn cảm thấy mệt mỏi, tê bì chân tay và đau dây thần kinh ngoại biên. Tuy nhiên, gần đây bà Năm có sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường, được bào chế từ các thảo dược tự nhiên với tên gọi là Glubetahub và cảm nhận được sức khỏe có những chuyển biến tích cực. Hôm cháu nó giới thiệu cái sản phẩm này là cháu đưa về uống thì tôi thấy nó có thay đổi là không thấy đau cái thần kinh ngoại biên nữa này. Và cái tê bì chân tay rồi cũng không đau nữa mà người thấy nó không có cái triệu chứng gì nữa. Rồi tôi thấy tự nhiên là người tôi nó khoan khoái thoải mái hẳn lên. Và tôi cũng kết hợp cùng với kiêng ăn kiêng nữa thì là tôi đi khám thì tiểu đường nó xuống còn có 6 phẩy. Hiện nay, nhiều người vẫn chọn cách điều trị bệnh tiểu đường theo phương pháp Tây y mà chưa tin tưởng các phương pháp Đông y trong điều trị bệnh. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về hoạt chất có trong các loại thảo dược tự nhiên. Qua đó đã đưa ra được các kết luận khoa học làm sáng tỏ hơn kinh nghiệm dân gian trong việc sử dụng các loại thảo dược cho việc điều trị hay hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Hiện nay là có hai trường phái Đông y và Tây y. Về Tây y thì có rất nhiều loại thuốc, các nhóm thuốc mà điều trị được bệnh tiểu đường. Ưu điểm của nó là tác dụng rất là hiệu quả, nhanh và nếu như chúng ta điều trị đúng theo cái quy trình bác sĩ được chỉ định thì đường huyết nó sẽ ổn định rất là lâu. Nhưng mà nhược điểm của nó thì nó có thể gây ra cũng rất nhiều các cái biến chứng. Ví dụ như có thể gây giác dụng phụ do dị ứng, có thể gây ra mệt mỏi, đau đầu, thế rồi là rối loạn tiêu hóa, thậm chí là có thể gây yếu sinh lý cho đàn ông. Còn về đông dược thì cũng có rất nhiều các cái thành phẩm, thì cái ưu điểm của nó là nó có hiệu quả và tính an toàn của nó rất là cao và đồng thời nó tác dụng tổng hợp bởi có lẽ là nó kết hợp rất nhiều các thảo dược với nhau. Từ những nghiên cứu khoa học, công ty cổ phần dược liệu Phương Đông đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm tiểu đường Glubetahub với các thành phần gồm 5 loại thảo dược có nguồn gốc tự nhiên là dây thiệt canh, cam thảo đất, tỏi đen, hoài sơn và cây son Ấn Độ. Hoạt chất của các thảo dược trên đều được chiết xuất, tinh chế và bào chế ở dạng nano với kích thước từ 50-100 nanomet. Ở dạng nano, các hoạt chất phát huy tối đa tác dụng sinh học và nhả chậm các hoạt chất vào trong máu. Thời gian tồn tại trong máu lâu hơn từ 12-24 giờ so với dạng thông thường là 4-6 giờ, nên sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Ưu điểm của sản phẩm tiểu đường Glubetahub được thể hiện trong tính đa đích của sản phẩm. Thứ nhất đó là giúp cơ thể tăng tiết insulin và tăng cường sức đề kháng. Thứ hai đó là kích thích cái khả năng hoạt động của insulin. Thứ ba đó là làm chậm cái quá trình chuyển hóa từ tinh bột sang đường glucose ở trong máu. Thứ tư đó là tạo hormone tăng cường cái việc chuyển hóa glucose trong máu và glycogen ở trong gan. Chính vì vậy, tiểu đường Glubetahub giúp cơ thể người bệnh được ổn định đường huyết một cách toàn diện hơn và theo nhiều cải cách khác nhau, chính vì vậy và nó không có cái tác dụng phụ sau khi sử dụng sản phẩm. Sản phẩm tiểu đường Glubetahub có thể hỗ trợ người bị tiểu đường chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Sau 3 tháng sử dụng, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, chỉ số đường huyết trong máu có thể duy trì ổn định ở mức bình thường. Người bị bệnh tiểu đường sẽ không thấy các triệu chứng hạ đường huyết đột ngột như trước. Do vậy, sản phẩm tiểu đường Glubetahub được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Sau một thời gian sử dụng cũng ngắn thôi thì kiểm tra lại và tôi thấy nó có những cái thay đổi. Ngoài sử dụng cái thuốc ấy thì tôi cũng kết hợp với cái chế độ ăn uống nó cũng hợp lý hơn. Thì tôi thấy các cái chỉ số về đường, huyết áp thì nó đã tốt hơn. Đấy. Và cái cảm giác trong người nó cũng thoải mái hơn, tức là dễ chịu. Tiểu đường Glubetahub là sản phẩm áp dụng công nghệ bào chế hiện đại, do đó các sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh mà hầu như không gây ra tác dụng phụ.
Ba công nghệ được sử dụng với dòng MetaHerb là công nghệ chiết xuất có chọn lọc các hoạt chất từ thảo dược, sử dụng phương pháp lên men công nghệ cao, sử dụng công nghệ bào chế nano. Từ đó giúp cho các sản phẩm MetaHerb có tác dụng nhanh hơn phương pháp đông y truyền thống và không có tác dụng phụ như hoạt chất dạng tổng hợp. Bên cạnh đó, một triết lý xuyên suốt toàn bộ các sản phẩm MetaHerb là triết lý đa đích, nghĩa là một sản phẩm nhưng có nhiều tác dụng, đảm bảo hỗ trợ cơ thể một cách toàn diện và an toàn.